Với ngoại hình đáng yêu và gương mặt cáu hài, chú cún lông xám có tên Nguyễn Văn Chúa khiến ai nhìn thấy cũng muốn nuôi. Chú chó lông xám nổi tiếng được hai anh chủ Hải Anh và Tuấn đặt tên là Nguyễn Văn Chuối. Từ ngày đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội, những tấm ảnh đầy biểu cảm của chú được đông đảo mọi người yêu thích và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Fanpage của chú chó này có tên Gấu Mèo Bắc Mỹ, đạt hơn 40.000 lượt theo dõi chỉ sau 5 ngày thành lập. Ảnh Gấu Mèo Bắc Mỹ giải thích về gương mặt hài hước của chú chó này. Chủ Hải Anh chia sẻ, mình mua chuối ở một tỉnh miền núi. Nó được lai giữa giống chó chân ngắn đinh câu và giống chó bản địa Mông. Nhưng cũng có thể, chuối còn đột biến gen nữa. Ảnh Gấu Mèo Bắc Mỹ, giống chó Mông cọc đuôi là một trong những loài chó săn cổ xưa ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Chúng nổi tiếng với sự thông minh và sức khỏe tuyệt vời, đặc biệt vô cùng trung thành. Anh Trần Đình Thảo, chủ nhân của hai chú chó Mông đen, khẳng định đây là giống chó đáng yêu và cũng đáng tin cậy. Ngoài ra, chúng dễ hòa đồng và thân thiện với trẻ em. Ảnh Gấu Mèo Bắc Mỹ. Video liên quan một số người hài hước cho rằng chuối là thành quả lai tạo giữa chó và mèo, đặc biệt ở bộ lông ngắn màu xám. Nhờ có sự xuất hiện của chú chó đặc biệt này, khoảng cách giữa tuyết người thích chó và tuyết người thích mèo sẽ được xóa bỏ, một người dùng Facebook chia sẻ. Ảnh Gấu Mèo Bắc Mỹ, ông Dennis Costello, phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Carroll ở Wisconsin, tin rằng sở thích nuôi chó hay nuôi mèo đều bắt nguồn từ tính cách của mọi người. Những người sôi động, thích giao tiếp và đi chơi thường là tuyết người nuôi chó. Ngược lại, những người sống nội tâm và nhạy cảm hơn, thích đọc sách ở nhà là tuyết người nuôi mèo. Ảnh Gấu Mèo Bắc Mỹ. Hiện nay, chú chó Nguyễn Văn Chúa sở hữu một lượng fan hùng hậu cả trong và ngoài nước. Gần đây chú đã xuất hiện trên chính các trang giải trí nổi tiếng nhất thế giới và thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng với gương mặt tấu hài của mình. Ảnh Gấu Mèo Bắc Mỹ. Theo Quỳnh Trang News, Chinh, Venice Blog, Ad, Oi.